Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020 nhé. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Canh Tý, tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Hoàng đạo. Về các giờ Hoàng đạo trong ngày như là giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ ngày Canh Tý, tức can sinh cho chi, có nghĩa là thủy sinh cho hỏa, và hôm nay là ngày tốt các bạn nhé. Về nạp âm Bích Thượng Thổ, Kỷ Tuổi, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là Tuổi, Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ động. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ nhé. Về các tuổi xung khắc trong ngày, xung gồm có tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý nhé. Về các sao tốt xấu trong ngày, có các sao tốt như là sao Thiên Quý, tốt cho mọi việc, sao Phúc Sinh, tốt mọi việc, sao Tam Hợp, tốt cho mọi việc, sao Dân Nhật, sao Thời Đức, tốt cho mọi việc, sao Hoàng Ân, sao Thanh Long, Hoàng Đạo, tốt cho mọi việc nhé. Về các sao xấu gồm có sao Đại Hao, Tử Khí, Quan Phú, xấu cho mọi việc, sao Trùng Tang, Kỷ Cưới Hội, An Táng, Khởi Công, Động Thổ và Xây Dựng Nhà Cửa nữa. Về ngày hôm nay, ngày 7 tháng 7 năm Canh Tý này là ngày Tam Nương tương sát, xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà đó. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam nhé. Về tiếp theo, mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là trong ngày bạn đang có được chính quan chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc vào ngày hôm nay nhé. Với bạn tuổi Tý trong ngày này, những cái sự cố gắng bấy lâu nay của bạn sẽ được đền đáp, và bản mệnh có thể được cấp trên cân nhắc lên một cái vị trí xứng đáng với cái năng lực của mình lắm đó. Bạn tuổi Tý, bạn hãy tiếp tục phát huy cái tinh thần hết mình vì công việc, luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc được giao nhé. Và nếu như bạn tuổi Tý có gặp vấn đề gì khó khăn, bản mệnh không nên ngại ngần mà hãy hỏi ý kiến của những người đi trước, hỏi ý kiến của cấp trên nhé. Trong cái ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này làm cho bản mệnh tuổi Tý cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp, không nên ngồi quá lâu một chỗ để làm việc, mà cần thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày mùng 7 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày hôm nay là ngày Tam Nương tương sát, xấu về kỵ về khai trương, xuất hành, sửa chữa, cất nhà hay là cưới hỏi các bạn nhé. Chính vì cái điều này, bạn tuổi Tý trong ngày không nên làm những cái công việc trọng đại như là đầu tư hay làm các công việc lớn như đã nêu lúc nãy nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim được cân nhắc, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thổ cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa có tinh thần trách nhiệm, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ bạn cần chú ý vận động,
Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn học hỏi người đi trước. Về đánh giá sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ 3 ngày 25 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày này cực kỳ là suôn sẻ, dù có tam hội phù trợ cho bạn nhé. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, cho dù có khúc mắc gì đi chăng nữa, bản mệnh cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng nhờ có cái sự giúp đỡ, chỉ bảo của đồng nghiệp và những người xung quanh nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được cái sự hài hòa. Cái điều này khiến cho mệnh chủ gặp được nhiều cái đối tượng chân thật và có cùng chí hướng với mình nữa. Và nếu như bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay á, quyết định hợp tác làm ăn với những người như vậy, bạn có thể thu được một cái khoản lời lãi đáng kể trong tương lai của mình nữa nhé. Tuy nhiên á, trong cái ngày thứ 3 này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Sửu là người có phần nóng nảy, hiếu thắng đó. Khi đứng trước bất cứ vấn đề gì với bạn, bạn cần phải xác định rõ cái khả năng của bản thân mình, chứ không phải là thấy cái lợi lộc nên nhắm mắt quyết định bạn tuổi Sửu nhé. Và trong cái ngày thứ 3 này với bạn tuổi Sửu, đối với bạn tuổi Ất Sửu thuộc kim, xã giao được hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, thích hợp làm ăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, vấn đề được giải quyết. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn được mọi người giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, bạn có phần quyết định vội vàng. Đánh giá của bạn tuổi Sửu, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ 3 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Ở ngày thứ 3 này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này với bạn tuổi Dần đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Dần làm ở những cái vị trí lãnh đạo, là người có uy tín với tất cả mọi người nhé. Bạn tuổi Dần, cái sự quyết đoán bẩm sinh có thể giúp cho bản mệnh đạt được những cái thành tựu đáng ngưỡng mộ ngay trong hiện tại và cả ở tương lai với bạn nữa đoạn. Tuy nhiên á, với bạn tuổi Dần trong ngày này, đôi khi bạn lại trở thành một người quá chi là độc đoán, không muốn lắng nghe cái sự góp ý của bất cứ ai nữa đó nhé. Đây không phải là một cái tính cách có lợi cho cái sự phát triển về lâu về dài của bạn. Và bạn tuổi Dần, bạn hãy học cách tư duy cởi mở hơn đi bạn nhé. Trong cái ngày Canh Tý này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày thủy sinh cho mộc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay là nữ đó. Bạn tuổi Dần, bạn hiểu rằng cái việc duy trì một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phụ thuộc vào bên nào nhiều hơn cả bạn nhé. Trong cái ngày thứ 3 này với bạn tuổi Dần, ngày này là ngày mùng 7 tháng 7 năm Canh Tý, hôm nay là ngày tam nương tương sát, 6 kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà, kể cả những cái hạng mục đầu tư lớn, bạn không nên đầu tư nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, bạn có tài lãnh đạo. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, bạn có uy tín. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, bạn cần cởi mở hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn có tính độc đoán. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, có trách nhiệm với gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Dần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 5. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Ở ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên trong cái ngày Canh Tý này với bạn tuổi Mão và cái chuyện tình cảm của bạn rất dễ làm mất lòng người khác nhé. Về bạn tuổi Mão, bản mệnh là người có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng dường như bạn quá ngạo mạn về cái điều đó nên chẳng biết kiêng kè một ai đâu đó. Và khi nhận xét về người khác, bản mệnh tuổi Mão cần phải chú ý lựa chọn những cái từ ngữ cho phù hợp, không nên gây ra phản cảm hoặc là tổn thương cho người nghe nhé. Cho dù bạn góp ý một cách đầy thiện chí đi chăng nữa, nếu như cách truyền đạt của bạn không tốt thì cũng sẽ gây phản tác dụng với bạn đó. Trong cái ngày này với bạn tuổi Mão, may mắn là đang có được chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn dễ đạt cái thành công ở cái thời điểm này, nên làm việc trong các cái công việc liên quan tới nghiên cứu, học thuật bạn nhé. Ngày này, những người làm ngày này có thể nhận được cái sự khâm phục và tin tưởng của mọi người luôn đó. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, bạn được tin tưởng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, bạn dễ gây mất lòng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, bạn nói năng không suy nghĩ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, bạn có tầm nhìn xa. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, bạn có phần coi thường người khác đó. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn. Cho nên bạn tuổi Thìn, bạn cảm thấy rất chi là hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì trong ngày nhé. Tuy nhiên bạn tuổi Thìn, bạn thường chỉ duy trì được cái hứng thú của mình trong cái khoảng thời gian mới tiếp xúc mà thôi. Bạn cần phải phát huy hơn nữa cái năng lực, cái tư duy làm việc cho mình một cách hiệu quả hơn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy nhớ rằng một khi đã bắt đầu làm một cái việc gì đó thì ta nên cố gắng kiên trì đến cuối cùng, bởi cứ hứng thì làm, không có hứng thì bỏ dở. Cái điều này sẽ khiến cho bạn mãi mãi chẳng hoàn thành được cái công việc nào cho thực sự tốt cả đâu đó. Trong cái ngày Canh Tý này với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn lại đang gặp ngày có Thổ khắc Thủy. Đáng tiếc là cái chuyện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn với nửa kia không quá yên bình trong ngày hôm nay nhé. Mỗi khi có cái vấn đề gì xảy ra, bạn cần nghe nửa kia giải thích, chứ không nên tin tưởng toàn bộ vào cái trực giác của mình đó bạn tuổi Thìn nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, ngày này là ngày tam nương tương sát mùng 7 tháng 7 năm Canh Tý này. Chính vì cái điều này, bạn không nên xuất hành đi xa, không nên làm những cái công việc trọng đại như là khai trương, xuất hành, sửa chữa, cất nhà hay là cưới hỏi nữa bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc Hỏa, bạn có được cái sự hăng hái làm việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ, bạn dễ bủa rỡ dựa chừng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, bạn hiểu lầm nửa kia. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, bạn nên bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, bạn học cách lắng nghe đó. Về đánh giá sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn
số 2, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 3 ngày 25 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có Tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ sẽ vướng phải những cái rắc rối không mong muốn do đồng nghiệp hoặc là cấp dưới gây ra cho bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bản mệnh cần phải bình tĩnh để phân biệt rõ đúng sai, chứ không nên đưa ra những cái phán đoán vội vàng bạn nhé. Và xem trong cái ngày Canh Tý này với bạn tuổi Tỵ, ngày này là ngày không thích hợp để xuất hành. Vì thế, nếu như không bắt buộc thì bản mệnh không nên đi đâu xa. Nếu như có cái việc quan trọng thì bạn nên trì hoãn lại nhé. Ngày này là ngày mùng 7 tháng 7 năm Canh Tý, ngày tam nương tương sát, họa tai không lường, kỵ cái việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà đó. Trong cái trường hợp mà bạn phải bắt buộc đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng tây nam để hạn chế những cái rủi ro đến với mình bạn tuổi Tỵ nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc cho hỏa. Cái điều này khuyên bản mệnh nên quan tâm tới gia đình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp. Tiền mất rồi có thể kiếm lại được. Còn một khi tình cảm đã phai nhạt rồi thì bạn khó có thể bù đắp lại được lắm đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, bạn vướng vào rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn phân biệt rõ đúng sai. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn không nên xuất hành. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn cần chú trọng sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn nên quan tâm tới gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 3 ngày 25 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 3 này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Ngọ, tính khí của bạn khá chi là nóng nảy do chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn không biết cách tiết chế cảm xúc của mình nên dễ nói hoặc là có những cái hành động không hay gây ác cảm với những người xung quanh nữa. Bạn tuổi Ngọ trong ngày Giáp Tý này, bản mệnh có thể nhận ra rằng có nhiều cái đối tượng khác giới để ý và quan tâm tới mình. Thế nhưng trên cái thực tế, hôm nay không phải là một ngày thích hợp để cho bạn phát triển tình cảm. Vì thế bạn hãy giữ khoảng cách với mọi người bạn nhé. Và cái ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ, kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Ngọ dễ bị người khác nghi ngờ về những chuyện bạn không hề tham dự. Những lúc như thế này, bạn tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh, nói cho mọi người biết sự thật, chứ không nên nổi nóng, làm như vậy chẳng có lợi gì cho bạn cả nhé. Và ngày mùng 7 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, kỵ những cái công việc quan trọng trong ngày bạn tuổi Ngọ nhé. Kỵ cái việc như là khai trương, xuất hành, động thổ, cưới hỏi hay là đầu tư đó. Cái ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng không nên xuất hành. Mà trong cái trường hợp phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng tây nam để hạn chế những cái rủi ro với mình bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, bạn có phần nóng nảy, giận dữ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, bạn không biết điều khiển cảm xúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, bạn cần phải bình tĩnh hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, cái vượng, cái nhân duyên. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn nên giữ khoảng cách đó. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe
4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Tử vi tuổi mùi thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, trên tử vi cho thấy bạn đang vướng phải cục diện ngũ hành tý mùi tương hại. Cái điều này gây ra tác động xấu cho bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay nhé. Với bạn tuổi mùi đang có những cái suy nghĩ tiêu cực có thể khiến cho bạn làm ra những cái hành động không đúng đắn, đắc tội với tiểu nhân đó. Và bạn tuổi mùi bạn cần phải cẩn thận vì có thể sẽ có người giở trò sau lưng bạn đó nhé. Trong cái ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mùi với người thân trong gia đình cũng không mấy hòa hợp, do đôi bên có những cái ý kiến bất đồng lẫn nhau. Chính vì cái lẽ này mà tình cảm đôi bên dần dần xa cách, thậm chí không hề quan tâm đoái hoài tới nhau nữa đó. Thương quan xuất hiện, cái điều này khiến cho bản mệnh tuổi mùi trong ngày này cần phải kiên trì giữ vững cái niềm tin của mình, cho dù thực tế cuộc sống mang lại cho bạn nhiều cái khó khăn, thử thách đến như thế nào đi chăng nữa nhé. Bạn cần phải suy nghĩ tích cực thì đây là cái cơ hội để cho bạn rèn luyện bản thân mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, bạn suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, bạn hành động bốc đồng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, bạn xa cách người thân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, bạn giữ vững niềm tin. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn cần phải kiên trì trước khó khăn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Ở ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn có phần được phát triển tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Thân và gia đình cũng vô cùng tốt đẹp nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, bạn dành nhiều thời gian để quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận nửa kia của mình. Vì thế mà đôi lúc, lúc nào cũng vô cùng thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau nữa nhé. Và bạn tuổi Thân trong cái ngày Canh Tý này, thỉnh thoảng bản mệnh cũng có thể tỏa ra mình là một người lãng mạn và tìm cách hâm nóng tình cảm cho đôi bên, xem sao bạn nhé. Sau một cái dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy rất chi là thoải mái, mái nhà nhỏ của mình cảm thấy hạnh phúc hơn rất chi là nhiều nữa. Nhưng trong cái ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Thân, thiên tài chiếu mệnh, bạn cũng có được cái vận may về tài lộc trong ngày hôm nay. Nhất là đối với những ai chăm chỉ làm việc suốt cái thời gian qua. Ngoài ra, bạn là người coi trọng tình cảm nên luôn được mọi người xung quanh tin tưởng và yêu mến nữa đó bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, bạn yêu thương gia đình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, bạn nên hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, bạn thấu hiểu nửa kia. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, bạn được mọi người yêu mến. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, bạn tin vui, có tin vui về tài lộc. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy là trong cái ngày này đang có điềm báo bạn cần phải
cực kỳ cẩn trọng trong công việc, bởi ngày này do bản mệnh phải đối đầu với cục diện ngũ hành Tý Dậu tương phá nhé. Với bạn tuổi Dậu trong ngày này, có thể những công việc tưởng như là đã hoàn thành trong tầm tay của mình rồi, nhưng bất ngờ gặp trở ngại với bạn. Và bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, có thể xung quanh bạn đang có kẻ ném đá giấu tay, bạn cần phải cẩn thận hơn trước khi đưa ra một cái quyết định cho mình. Và khi gặp rắc rối, bản mệnh cũng nên bình tĩnh giải quyết chứ không nên bực bội nóng nảy, vì như vậy cũng không có tác dụng gì với bạn, ngược lại còn làm ảnh hưởng xấu tới bạn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, chính tài chiếu mệnh đối với những người làm ăn lương thiện và trung trực trong suốt cái thời gian qua, chắc chắn sẽ nhận được một cái phần thưởng xứng đáng với mình. Và bạn tuổi Dậu đừng nghĩ rằng mình cố gắng tốn công vô ích, bởi cấp trên luôn nhận ra cái sự tiến bộ của bạn. Trong cái ngày mùng 7 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Chính vì cái điều này mà bạn tuổi Dậu trong ngày này không nên làm những cái công việc trọng đại nhé, như là khai trương, xuất hành, sửa chữa hay là cất nhà nữa đó. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng tây nam để hạn chế những cái rủi ro cho mình bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công việc gặp trục trặc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, có kẻ ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bạn không nên nóng nảy. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn nhận được tiền thưởng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, bạn cần phải tiếp tục cố gắng đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày có thổ khắc thủy. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tuất không được mấy khả quan trong cái thời điểm này nhé. Và bạn tuổi tuất đó, bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình có nhiều kẻ giả tạo và bạn không muốn mình gặp phải những người như thế đó. Trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tuất, mệnh chủ cũng cần phải quan tâm hơn tới gia đình của mình bằng cách lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, đừng có áp đặt những cái suy nghĩ của mình, bắt người khác phải nghe theo, bởi không ai thích mình bị ra lệnh cả đâu bạn tuổi tuất nhé. Ngày Canh Tý này với bạn tuổi tuất, may mắn là bạn đang có được thực thần chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi tuất đang có những tin tức đáng mừng về tài lộc trong ngày nhé. Đặc biệt đối với những ai làm nghề tự do, đã đến lúc bạn nhận được những cái kết quả xứng đáng cho những cái cố gắng trong suốt cái thời gian qua của mình rồi đó. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, bạn gặp người giả tạo. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, bạn không quan tâm tới nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn nhận được tiền thưởng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn làm việc tích cực đó. Về đánh giá, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên bạn tuổi Hợi trong cái ngày này xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa nhờ vào bản tính chân thật tốt bụng của mình đó nhé.
và bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu ai đó gặp khó khăn, gặp những cái vấn đề cần cái sự giúp đỡ của bạn nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn mệnh trong ngày cũng có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày. Quý nhân sẽ giúp cho bạn đưa ra những cái phương hướng chính xác cho nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời có những cái phương án giải đáp những cái vấn đề hiện tại bạn đang gặp phải. Nhưng trong cái ngày Canh Tý này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có họa khắc với thủy. Cái điều này đáng tiếc làm cho cái chuyện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình không được như ý muốn. Bạn có thể cảm thấy tình cảm vợ chồng đang dần bị phai nhạt. Đừng tiếp tục giữ nguyên cái hiện trạng nữa bạn tuổi Hợi nhé. Mà bạn nên có những cái hành động thực tế để cứu vãn ngay trong cái chuyện tình cảm, hạnh phúc gia đình đi bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn giải quyết khúc mắc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, vợ chồng có phần lạnh nhạt. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn tìm cách hàn gắn tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tích like, comment và xem những video ý nghĩa hàng ngày các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.